xếp luôn. Anh không biết chơi game này đâu nha. Có make in game hả? Đúng, lại không biết. Vô setting chỉnh vô mở chat volume á. Mở chat volume. Alo. Alo. Sao vẫn còn nghe vậy? Hay là muốn xài mấy game không? Không, em không xài mấy game. Đi. Ôi em đưa, tắt rồi. Nó biết chơi game này đâu nha. Em cũng không biết chơi. Hay nè, vậy mà rủ chơi nè. Game này làm gì vậy? Game này giải đố, dịch sơ. Anh ơi, đợi em tí nha. Ok. Sống động quá. Hey, listen. Bây giờ tin. Nó biết chơi game này không biết setting nó làm sao đâu. WASD Control Shift là chạy. T là emote hả? Sao là có T? Oh. Chơi chi nữa luôn. Mày giống Lethal Company á. đi, let's go. I gotta go fast. Mấy đúng đường hay không? Mấy cái đi. Ok. Sir. Parkour. Yes sir, đúng đường rồi. Parkour, I can see. Rồi. À, rồi là mở đuốc. Đi đi bà. Rồi. Bày, yes sir. Yes sir. Yes sir, rồi mắc kẹt rồi, tuyệt vời. Làm sao? Oh, cái nút cuộn giữa là nút zoom. Rồi, đi về lằng nhằng phức tạp thế nhỉ? You must be it to.
đâu đâu đứng dành rồi, đứng dành rồi. Đừng quá luôn. Em vô thử coi. Sao? Thử ngồi xuống rồi. Ủa? À không, không được. Ngồi xuống rồi đi leo đầu nhau hả hay sao? Không. Chứ không hiểu. Không phải đâu, đi đi kiếm đi. Đi kiếm á. Kìa phức tạp á. Đi kiếm gì ở đây vậy ta? Ủa, anh ơi. Anh nghe. Bên này. Bên này đâu nào? Where are you? Rồi, du. Cầm dìa, cầm dìa bố, cầm dìa bố. Đồ ơi. À là anh phải đi vô. Rồi anh đi vô rồi. Rồi anh cứu. Anh phải làm gì? Không biết anh đi vào anh kiếm gì chứ. Cho em đi vào đi chơi. Để coi. Em làm cái tiền game đó. Game nó rùng rợn quá. Nó sợ lắm. Anh đang hôn một cái gì đó anh không biết nữa. Anh đang hôn một cái gì đó nè. Từ từ đợi em tí coi. À anh hôn cái cửa đó vậy. Vậy là chỗ bắt đầu đi. À đâu. Vậy là cái chỗ mà cái gì du mất bị đít to vậy đó. Đây rồi. Đây. Ok. Đừng nặng rồi, rồi sao cho anh ra. Không biết anh đi tiếp gì. Anh kiếm đường đi. Rồi, thấy rồi. Anh được rồi, anh đi được rồi. À đúng, anh đang ở đâu này? Từ anh phải khám phá cái, anh là dân chơi game phải khám phá. What the? Wow! Gì vậy? Anh đâu rồi? Từ, anh đang thấy một cái chỗ mà có mấy cái vé, nút vé vô nè. À, chắc đâu? Nhưng mà chắc phải chơi game trước rồi. Anh đang ở đây. Anh đâu? Đi. Chào anh. Sao xa cách rồi, đi con này luôn nè. Từ làm sao? Không hiểu. Giờ làm gì? Không hiểu, em cũng không hiểu. Nhìn chắc là bên anh là chơi trò chơi hả? Anh Nguyên hả? Này, sen chuột nó tăng được không ta? Ồ anh đâu ta? Mẹ, từ từ. Má sao chúng mặt vậy ta? Từ đây. Ok. Bên anh có gì? Bên anh có gì là sao? Anh em nhìn vào cái gì? Thì bên anh có gì? Có những gì? Anh ấy có một cái rất nhiều trò chơi rồi. Không biết là bắt đầu từ đâu hết. Kiếm thông tin cho em đi. Kiếm thông tin cho em đi. Cái gì chứ? Bên anh có gì? Bên anh có gì? Anh kiểm thông tin. Anh có bên. Nhìn con mà chả biết đây là cái gì. Hãy đổi bên ấy. Đổi bên kiểu gì? Quay lại. Yes sir. Này hay nè. Sao anh không nhảy được vậy? Anh không nhảy lên được. Anh không nhảy quay lại được. À. Anh không nhảy được rồi. Nóng cho quay lại hả? Cho quay lại đi mà. Rồi giờ bên em có gì? Bên em đang có gì? Từ từ chích mẹ, từ từ bên em. Ồ chơi cái gì hay cái gì hình gì ngủ quên rồi. Em bên em có một hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình hình vuông, hình tròn, hình tam giác. Một cái ẩn vào, một cái vô lăng với một cái gạt với một cái rất chỉ là ngôi sao xa xôi. Anh đang thấy có ba cái ký hiệu trên cái cửa đó là cái gì? Một ngôi sao, một cái ly bia với một cái con này con đéo gì? Giống con búp bê mà nó nằm ngửa ra. Không biết cái đó có xài được không?
Anh đọc coi. Anh đọc cái gì? Bên anh có gì? Anh không biết là cái gì nữa. Nói chung là anh đang trong một cái quầy mà có rất nhiều cái con búp bê mà có đội cái mũ cướp biển á. Có ký hiệu gì không? Ký hiệu à? Nãy em đọc anh đọc em ba ký hiệu á, trên cái cửa anh thấy là một ngôi sao, một cái ly bia với một con búp bê nằm ngửa. Một ngôi sao. Một cái ly bia với một cái ly bia mà cái ly mà ly để uống bia. Bên nước ngoài. Bên em không có ly bia. Trời heo. Có con búp bê nằm ngửa không? Không có búp bê vẫy tay. What the fuck? Cái con đó là có năm cái chân được nha. Hai tay gì không. Đó. Không có hả? Mẹ gì biết làm sao? Anh hỏi sao anh hỏi em? Quá kỳ vậy, đố vậy chích giữa đó. Nó mở người ấy lên coi thử rồi. ESC à. mở người ấy thử ESC. Anh xong bấm chữ hin đó, bấm vô coi thử hay gửi ấy của nó. Chứ anh đang không biết anh đang làm cái gì ở đây nữa. Em đâu có gì vậy? Ở đời nè. Là sao? Anh cần một cái vé à. Phải chơi. Thì không có vé. À đây rồi, thấy rồi. Anh thấy có một tam giác. Đi từ từ chết để làm lại đó. Được bôi thẻ. Ờ, là xong rồi hả? Chưa không. Đâu anh đọc lại xem nào. Tam giác hình tròn xong rồi kéo gạt. Đúng chưa? Tam giác rồi. Tròn kéo gạt bỏ đồng xu. Xong rồi hình vuông. Xong rồi. Xong rồi đó. Ok. Yes sir. Dễ dàng. Rồi giờ sao? Ý hi. Ủa thì kia. Em mới đưa vé cho anh hay sao? Không. Cần không? Chứ. Không biết nữa. Không biết nữa. Từ từ đi. Anh đừng có hỏi. Em không biết gì hết. Oh shit. Ơ, là vào luôn à? Yeah. Ủa ơn gì á? Ơn chữ thầy, ơn chữ thầy. Cái bú bao à? Đâu, lại không? Từ từ, 1. Chị cái bú bao đây, 1. 2. 3. Anh không biết em đang gì đó. Em đã kêu. Okay. Go on, dears. Come in. Come in. Wow. Cú ba cái game tao quát từ từ đi. Rồi. Có gì vậy? Có hai búp bê. No. If you're ready to sail the seven seas together. No. Your silken swabbies or close-knit coast captains. A crew tight like a knot. Or flimsy driftwood in a storm. Slay. Ngôi sao kìa, ngôi sao xa xôi. Well, do I have just the thing for you? Này chào giấc dư. Diễu hành đi, diễu hành. Ôi chồng bộ báo không có lấy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yes sir, em thắng. 1, 2, 3. Yes. Only true friends stand a chance when the seas get rough.
Hà, ai để nhìn, ai cho nhìn, ai cho mấy tay, ai cho mấy tay. Teamwork. Blind trust come fortune or peril. If you want my blessing, then show me what your friendship is made of. Set sail. Enter my three trials and claim your rewards. A frenzy, yes sir. Bring me a vessel worthy of your bond. It's time to build your friendship. Don't the captain communication is key. Be honest, be clear, and be quick about it. Next up, the crewmate carousel. Anh muốn đi bên nào? Bên nào? Em đứng mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Đi đi. Không biết cái gì hết, anh không biết cái gì hết. Họ chết. Từ. What the? Từ nha. What? Ô đi. Em lỡ cái lồng ngoài gì rồi? Từ anh đang thấy một con tam giác mà có cái hai tay giơ lên trời, một con một cây cái này giống cái quả ngô. Từ bên anh có búp bê không? Bên anh có búp bê không? Có bốn con búp bê. Con búp bê giơ tay một trận đưa lên một trận đưa tay ngắn là gì? Có gì? Đọc lại. Hai tay để ngang một chân đưa lên đúng không? Nó là con tam giác mà giơ hai tay lên trời á. Không, từ có một tay ôm mặt không? Có một tay ôm mặt không? Có. Đây là gì? Là cái con tam giác có hai, có nói chung là một cái cây thông nhưng mà có hai tay giơ lên trời. Rồi. Từ. Oh shit. What the hell? Giờ sao? Từ, rồi. Em thấy gì? Con tam giác thôi, con chim mà gầy đâu? Con gầy đâu là con gì? Con gãy đầu là con mà có hai cái nửa vòng tròn, nửa vòng tròn ở trên nhỏ hơn nửa vòng tròn ở dưới á. Rồi. Còn mà ngài ngôn hai tay ra sau. Ngài ngôn đưa hai tay ra sau hả? Ừ. What the fuck? Con ra con đéo gì? Con đi hai chân chúng chiếm hai tay rồi, ra rồi. Sau. Con cá. từ, anh chết rồi, mình lo lắm. Ôi chết mẹ, em mình sai rồi. Anh đang không thấy gì hết. Sao tắt đèn rồi? Nó sai rồi. Sai hả? Giờ sao? Như là vậy. Ứng sai rồi. Từ đợi tí. Ứng sai rồi. Có được chơi lại không? Được. Bên em có vẻ. Rồi. Anh phải miêu tả rõ gì rồi nha. Anh em miêu tả rõ mà. Vậy quyết tâm. Quyết tâm là cái đéo gì? Tâm trong một cái tâm vãi trên nó cong cái nó cong nằm ấy. Hình con ma trên có vòng tròn. Nửa vòng tròn. Hả? Hình đám mây á ở trên có vòng tròn. Bên em có gì hết vậy? Trời. Cái đám mây với nửa vòng tròn trên đúng không? Đúng rồi. Má nó không phải vòng tròn đâu, nó cái bát mà. Đi, nó là cái vòng tròn. Rồi. Đập nhanh. Con nào? Hả? Con nào? Con đưa tay in hình cảnh góc vuông với vòng tròn.
cạnh góc vuông vòng tròn. Rồi. Tiếp. Thì con ngay luôn chùm chìm. Ngay luôn đưa hai tay bên sau. Ờ hình cây thông. Cây thông tam giác á. Rồi. Tiếp. Thì con mà tay ôi chị kia ơi chị đi. Đưa tay một bề xong rồi đưa tay một tí. What the fuck. Ờ hình cái bình. Rồi. Tiếp. Ờ con á. Ờ hình cây thông mà có hai tay giơ lên trời. Ok. Well done. Ơ xong rồi. Bị con nữa mà. Bị con nữa. Đi mẹ. Bên anh đang có gì? Thôi bên anh đang có một con đang khóc. Đang khóc rồi chị ơi, con người. Con người á. Rồi con người rồi. Bên anh đang có một con dơ hai tay sợ hãi á. Sợ hãi cái thùng. Cái thùng là cái lốp gì? Cái thùng. Cái thùng. Cái thùng. À cây thông à. Anh đang có một con ôm mặt sau đó giơ hai tay giơ chân lên á. À con giống cái này nói là cái. Rồi. Ừ. Anh đang có một con đang khóc. Xong rồi nó ở một con đang khóc. Một con đang khóc và con người giơ tay lên. Con người giơ tay lên á. Rồi. Anh đang có một con đứng chống nạnh. Chống nạnh không thôi đúng không? Ờ chống nạnh không thôi. Đám mây song song. Cái gì chứ? Đám mây song song. À đám mây song song mà. Địt mẹ con rau cuối à. Địt. Oh shit, anh đọc nợ. Nợ là cái ủa làm đéo cái nợ ta. Ủa có mà. À nợ là cái hình hình vuông có dấu cộng có dưới cái thuyền á. À. Con thuyền có hình vuông dấu cộng. Thôi xong rồi mày. Khổ quá. Cái đó là tại anh phải nhìn hai bên. Anh không biết. Có chơi lại không? Chơi lại. Lại là được vẻ vang được chơi cái khác. Đi. Ờ có vé luôn rồi. Có được chơi lại không? Vẻ bạc á. Hả? Anh muốn chơi lại không? Không có được chơi lại không? Thấy nhận vé rồi chơi lại không? Chơi lại nhưng mà anh còn muốn chơi nữa không? Tùy. Thì thôi đi. Em có muốn chơi không thôi chứ. Có, em muốn lấy. Thì mấy bạn đây. Red 5. Ờ cái tấp tay của tím. Tay chúng chiếm á. Hình con cá. Không. Cái yêu nước. Ừ gọi là yêu nước đi. Yêu nước là cái gì? Không, chị anh đưa tay một bên xong rồi đưa tay một tím. Đưa tay một ngực. Hả? Một tay đưa lên má, một tay đưa vào ngực. Một tay đưa lên má, một tay đưa vào ngực. Không, hai tay mới được đi. Rồi, cái đó là cạnh góc vuông với lại một cái vòng tròn, một cái dấu chấm hỏi. Rồi. Rồi. Ờ, chúng chiếm. Chúng chiếm là hình cái trái ngô mà có hai tay giơ lên trời á. Trái ngô à. Trái ngô nằm xéo á. À con cá có hai cái tay được. Chống nạnh. Chống nạnh hả? Là con cá. Con cá không thôi. Cá. Ủa con mắt nè. Ừ. Nó là con cá. Rồi nhanh. Lắc hồng. Lắc hồng á là hình đám mây mà có cái bát. Rồi. Tiếp. Nó nó là cái hình con cá giữa tay giữa hai tay á. Cái trái ngô nằm xéo. Ừ. Rồi. Rồi anh đang có một con đang khóc. Đang khóc một tay thôi đúng không? Ờ một tay thôi. Chạy về hình tròn. Chạy chuối hình tròn á. Rồi. Anh đang có hai con đang khóc hai tay.
Thuyền. Thuyền nào? Thuyền răng buông. Nhưng mà thuyền ở dưới là tam giác hay là hình? Buông là cái đi. Anh đại á. Rồi. Một con hai giơ tay, hai tay lên trời. Quyết tâm. Cái con buông vậy cho chị mời. Rồi. Một con chống nạnh. Chống nạnh thôi. Cái sông á. Cái thông. Đi. Lại đây. Ôi mình gọi cái này là cái kèm đi. Đi. Anh tưởng là cái thùng. Anh không biết cái thùng nào. Anh không đại á. Có chơi lại không? Như cái này là vé đồng luôn hay sao? Qua được có 2 phát. Như vậy đồng đi cơ mẹ cây quá. Ờ bề này em gãy đâu. Gãy đầu á? Ừ. Làm gì có con nào gãy đầu ta? À có. Đâu, à cây thông. Cái kem. Ừ cái kem. Rồi. Chung chiếm. Hai nửa hình tròn, ở giữa có một cái ừ. Rồi. Sơ hai tay đó. Một con thuyền. Ở cái giăng buồm tam giác. Rồi. Dòng cây đầu tiên. Dòng cây đầu tiên là cái gì? Cây đưa lên mã, dòng đưa lên ngực. Hình con mắt. Tiếp. Chống nạnh không phải không? Hình con người ngồi xuống á. Well done. Rồi anh đang thấy có một con hai một con đang khóc hai tay. Thuyền tăng tác. Ok. Tăng tác. Rồi. Một con chống nạnh. Chống nạnh hai tay. Một con nhồng nành hai tay luôn. Hai tròn. Dạ đối. Rồi. Một con đang nở. Con người mặc váy. Rồi con người mặc váy. Một con đang hai tay đưa lên má xong hai tay vô ngực. Với đầm mì xong chơi cái bát đấy, còn mà cái bát rồi đấy. Được rồi. Rồi một con nở tiếp. Con người ngồi. Rồi con người ngồi. Rồi final round nè. Rồi mới tới. Không, cái tâm, cái đi. Cái gì? Cái tâm nằm chặt bên tay. Nó là lớp giường. Nếu biết con nào quyết tâm luôn á. Quyết tâm là cái gì vậy? Quyết tâm là cầm kêu nó nằm chặt tay lại á. Bên này phải nhìn 8 con lận. Ôi, con ngon ngà, mình lại phải bạc cũng được. Đi. Quá khó. Đi. Má chọn 10 luôn mà. Thôi, đi ơi. Sailors, claim your prize. Đi. Đi, có thể chơi lại đúng không? Có. Anh ơi. Nhét rồi, anh ơi. Ủa? Cầm hìa đây có chocola đây anh đang tăng cường nó trong tâm chi xấu ê anh ơi cầm hìa đi trời đi bay lồn hoa hậu hả well done quánh tù xì ra cái gì ra cái này you hear each other, but
that's a good start. À, vậy rồi, vậy nè. What use is that if you don't act as one? Hai ba. Test your ability to coordinate. Hai ba. And collaborate. Bit. Will you rise to the task? Rồi tôi. Or sink like a stone. Gì sâu? Anh chọn bên nào? Anh không biết. Anh chọn đấy. Anh không biết nữa. À đi. Gì đây? Gì đây? Ô đi. Alo, nhìn solo game đi. À. Đúng rồi, em không có gì hết, anh nói gì thôi. Bánh luôn. Anh thấy là bên anh phải chơi rồi đó. Ui. Mẹ, cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? 420 gì nữa. Ủa, này làm sao? Từ từ, để em coi, để em coi. Ờ, bên anh có gì? Anh có gì vậy? Chọn đỏ, xanh lá, xanh dương gì nè. Xanh lá là gì? Xanh lá là sao? Không hiểu. Thì là ở trên này có ABC gì? Ờ, có ABC mà. Xanh lá của anh là gì? Xanh lá của anh là chữ B. Chữ B á? Ừ. C của anh là gì? C của anh là full xanh dương. Đây xanh dương. Nhưng mà phải bỏ cái gì đó lên chứ đúng không? Phải mở cái gì đó lên nó mới cho. Ô, cái địt mà hết hồn. Đây anh ơi, lấy đi anh ơi. Lấy cái gì? Mày lấy cái gì? Giờ anh đang cần xanh lá á. Xanh lá chữ B á. Bên em cần gì cũng được. Bên em xanh lá chữ B á. Ừ. Nào cũng được, lấy đi. Lấy kiểu gì? Lấy lên, đừng lấy lấy ơi. Ít mày đấy xanh dương mà xanh lá của anh à. Ừ, nó là xanh lá của anh. What the fuck? Em nhìn ra xanh dương của ta. Là sao? Không hiểu. Anh đừng. À là anh còn xanh lá. Em coi bên em coi cái nào xanh lá. Chắc vậy. Bên em có. Bên em có chỗ này có xanh lá. Anh thấy không? Anh thấy chỗ sáng sáng không? Thấy. Chỗ này còn xanh lá. Chỗ em đang đứng ấy là chỗ em đang có xanh lá. Là chỗ em đang có xanh lá hả? Ừ. Không hiểu. Là bên anh thấy chỗ. Chỗ đó anh cũng còn xanh lá là anh phải lấy chữ B này đúng không? Từ từ. Thì bên này anh có bên này anh có gì? Try to connect all pin or sample in the same room. Bên anh có gì là sao? Bên anh đồ đêm xem nào. Đâu. Cái chỗ mà nãy chỗ đầu tiên em chỉ á là chỗ đó còn xanh lá đó. Mà xanh lá. Chỗ đấy em không lấy được điểm đâu cả. Đó cái chỗ này nè, nãy là cái bên B của anh là có xanh lá. Mà chỗ này em không lấy được điểm. Ồ. Chúng cứ lấy đi ha, anh lấy chút đã. Bên em có chỗ này có điểm mà này. Là sao ta, không hiểu. Lát cho hai bên. Ủa nhưng mà lắp được ở trên hai cái ô này thôi à. Đâu, hai cô này nhưng mà bên cạnh hai cô đấy thì con chỗ nào có xanh lá nữa. Cái chỗ đầu tiên em chỉ là có xanh lá. Thế là. Ờ. Đi. Không được. Nhìn sao? Nhưng mà anh phải đặt Cái đi. Cái này làm gì có màu chung đâu ta? Làm sao ta không hiểu. Chưa chung màu. Chưa chung màu á. Thì em sẽ đi em lấy cái khác đi mà. Mà cổ không biết nữa. Cái C của anh là gì? C của anh là địt mẹ nãy đó. Nãy nhớ là một full màu xanh dương á. Đây anh đi lên là anh thấy nè. Đi lên lại đi. Đi lên lại đi. Đi lên chỗ C. Đây C nè. Đó là full xanh. Đó là xanh dương. Đây anh có chỗ nào xanh dương không? Có. Chúng đâu là... chỗ nào? Hai cái chỗ, hai cái ô đầu tiên đó mình có xanh dương hết á. Chỗ này á, chỗ này có không? Hai chỗ đều có. Hả?
anh chỉ có hai ô thôi hả? Thì chỗ này có không? Ý là chỗ này bên cạnh nó có không? Bên cạnh có phòng là sao? Là cái chỗ này. Không. Không á, chỗ nào? Chỗ anh được bên cạnh phòng. Hả? Chỗ đấy á. Ừ, anh không biết nữa. Ơ, ngon. Rồi. Anh cần xanh lá nha, anh còn xanh lá đó. Xanh lá đang cần có điểm. Xanh lá cần 3 lá. Xanh lá cần 3 điểm. Xanh lá của anh nữa đâu. Xanh lá của anh ở đây. Anh ấy xanh chỗ này xanh lá. Ở đây. Chỗ này xanh. Anh không biết. Anh phải làm cái gì ở đây. Ê, anh đọc kẹo BC cho em. À, cái A của anh là đỏ xanh dương. Cái B của anh là một phút đỏ. Cái A của... Cái A của anh là xanh lá xanh dương. Cái B của anh là phút đỏ. Cái C của anh là đỏ xanh dương. Đọc lại rồi đó. A là xanh lá xanh dương. B là phút đỏ. C là xanh dương đỏ. Rồi kìa. Ơ không, từ từ rồi. À, ủa anh lấy trước được mà. Đi. Anh lấy trước được mà. Ủa anh lấy trước được mà. Điệt, nãy giờ tưởng em phải lấy, anh không biết. Đâu, chỗ nào anh cần điểm. Anh không biết chứ cái này là sao luôn á. Là sao ta? Bên anh cái bàn. Ờ, em thử đặt đấy nhá. Ok. Nó không liên quan lắm. Anh vẫn cần xanh lá nha, mới có một xanh lá à. Ờ, cái chữ A của anh là đỏ xanh lá. Chữ B của anh là full đỏ, chữ C của anh là full xanh dương. Anh cần lấy cái này tiếp, cho anh lấy cái này tiếp quá. Chỗ nào có? Chỗ nào có đồ à? Ý là bên cạnh chỗ nào có đồ? Bị che hết rồi. Không chỗ nào có đỏ nữa. Bên em chỉ có đỏ thôi. Nếu mà thử đi. Chỉ có chỗ này là em được điểm này. Với chỗ này nè. Chỗ này. Rồi thì mấy lần đi. Hả? Chứ giờ nãy cái đầu tiên mình sai rồi. Mình khó. Mấy lần. Ủa chứ giờ. Thì mấy điểm bên em đi. Em cần cái gì em lấy đi. Ok. Nãy em bị sai cái đầu tiên. Cái đi. Nó lại ở đây nhỉ. Anh phải biểu anh không nói. Anh cũng biết chơi cái trò này. Anh cần đỏ rồi. Bắt đầu nó cần đỏ rồi. Nhưng mà vẫn còn xanh lá chưa đủ. Xanh lá xanh dương. Chữ A. Chữ B là full đỏ. Chữ C là đỏ xanh dương xanh lá. Đi lên. Khó vậy ta. Một cái xanh dương là cái mình không cần hả? Đâu đọc lại nào. Chữ C của anh là full 3 màu. Chữ A là xanh lá xanh dương. Chữ B là full đỏ. Ờ quên, anh được quyền lấy trước mà. Lấy cái full 3 màu đây. Ủa cái này là xanh dương mà ta. Là sao ta không hiểu. Không hiểu lắm. À là anh lấy lấy cho anh nè, chứ không lấy cho em. Trời ơi, anh chỉ đọc màu cho em lấy thôi. Từ nhá, anh coi. Còn sẽ cần đỏ. Ủa đúng rồi. Em không hiểu nhưng mà từ từ. Em đi em vứt ra cái mẹ kêu.
Má, cái được thế cái đầu tiên không ta? Đầu tiên là sai rồi. Anh lấy cái C rồi nha. Lấy cái A chứ. Từ từ anh phải chơi để anh xem coi B em còn gì để em đã điểm chứ. À, hiểu hiểu hiểu. Hôm nay là điểm của cả hai bên nhìn lên nha. À, ok ok. Rồi bên em có gì là phải lấy điểm theo em mà chứ bên đâu không lấy điểm theo anh được. Từ từ để em xin. Thật khua. Bề của em là đỏ với xanh dương. Đỏ với xanh dương á. Đỏ với xanh dương. Đỏ với xanh dương anh chỉ có một cái là ở C là có full 3 màu là có đỏ xanh dương cho em thôi. Bây giờ lấy cái này em cũng có điểm mà. Lấy cái nào cũng được. Đi. Ok. Lấy cái này thì anh không có điểm lắm, anh không biết nữa. Anh có hai xanh dương luôn mà dù không còn xanh dương lắm. Cần đỏ với xanh lá. Ủa là điểm tính theo anh được không? Chả biết. Tính cả hai bên. Xanh dương anh đủ rồi nhưng mà anh cần thiếu hai đỏ với hai xanh lá nữa. Rồi bên em có gì? Bên cái bảng đối diện đến đây là điểm của mình phải đặt đây. Ừ, anh biết mà. Anh bị thiếu hai xanh lá với lại hai đỏ. Xanh lá của em có A với B. A với B. Địt mẹ A B của anh là xanh dương hết á. Là A B cũng là sao? C của anh là gì? C của anh là full xanh lá. Cái đối diện cũng là xanh lá luôn. Cái nào cũng lấy được điểm. Anh lấy cái nào? Lấy cái C. Đó. Ý là em lấy chỗ này thì ghép vào có được xanh không? Bên này của anh là ghép chỗ này ghép chỗ này em ấy là có thì lắp được xanh. Cũng được. Ok. Ê lắp lại được mà. Trời ơi, anh đạt lên rồi. Anh còn thiếu một xanh lá. Tôi thiếu hai đỏ lận. Xanh lá có A với B. Xanh lá có A B á. Có C à, anh C của anh mới có xanh lá. Thì em có đỏ không? Thì lấy đỏ cũng được. Anh mình cũng đang thiếu đỏ mà. Chỗ này được không? Chỗ anh đứng nè. Chỗ đấy không? Không á. Mà chỗ này nhưng này. Mà chỗ này anh lấy điểm đỏ không? Lấy điểm đỏ thì đem đặt. Không, lấy được điểm xanh lá là xanh lá là xong luôn á. Nè. Rồi xanh lá xong nè. Giờ còn thiếu 2 điểm xanh dương với 2 điểm đỏ. Từ đây anh coi. Xanh dương là anh có chữ B. Với đỏ là có chữ C phải không? Hai cái đều ngon. Chắc là đỏ em là C. Cái gì chứ? Đỏ em cũng là C. Đỏ em cũng là C á. C là xanh dương bên em nha. C là xanh dương bên em á thì bên em nhìn qua bên anh thì là đỏ không? Không mặt anh cân ấy mà xanh dương mặt đỏ thì cũng được. Anh lấy C á. Không hiểu cái game này luôn. Game này nói cái gì vậy? Chắc là anh đặt ở đây. Ở đâu? Nè chỗ anh đứng nè. Đây được không?
Đây là đây 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 em đâu đặt đâu, thử đặt thử coi. Địt mẹ nó là full xanh dương. Shit. Đây á, đây thì hơi khó mà. Thế đi đây. Đây được không? Đó, được. Từ từ đến đi. Ok à. Ok, đặt đi. Mà anh đâu có xanh dương đâu. Ha. Là anh đang cầm cái màu đỏ lên tay mà. Ôi, anh đang xem coi còn... Ý là bên anh chưa lấy thì lấy được điểm gì? Không lấy được điểm gì cả, nó không hiểu cái gì hết. Ha. Không hiểu cái gì hết. Ôi, bên anh có một đỏ rồi kìa. Ừ. Ủa, cái đó bên em hay sao á? Cái đó bên em á. Anh không, anh không lấy được điểm đỏ nào hết á. Bây giờ bên anh cần rất nhiều đỏ. Đúng. Ý là bây giờ nha, anh lấy cái mặt của anh, bên mặt em có hai mặt nha, mặt em chỉ bên một bên là chỉ thấy được màu thôi, còn mặt bên anh là thấy được cái màu mà tương ứng với bên anh. Ờ. Được chưa, anh lấy, anh cần màu gì nào, tôi lấy cái màu đi. Anh chưa B đây. B á, B từ B, B bên anh nhìn, còn bên em là màu gì? Màu đỏ. B. Đặt chỗ nào, anh muốn đặt chỗ nào? Đâu đó đây đi. Đặt đây à? Chắc chưa? Bên phải xíu. Đây. Đây nè. Đây à? Ừ. Ghi à? Rồi. Ôi. Giờ tới cầu màu xanh dương rồi. Xanh dương rồi. Lấy chữ C được không? Chữ C là C bên em màu đỏ. C em có xanh là cái đỏ. Nhưng mà bên anh nhìn vào bên em thì là... Màu đỏ. Đỏ. Ơ, mình cần màu đỏ luôn đấy. Rồi. Em muốn đặt được nào? Nãy xanh dương này đặt đúng giờ. Bên em cái đó là gì? Xanh lá với đỏ hả? Ờ. Xanh lá với đỏ thì em đặt ở đây được không? Được. Đây đúng không? Đây đúng không? Ừ. Đù, cái này ngon thế. Ô, được vẻ đông rồi. Rất nhiều đỏ đó. Mình, ừ, còn, mình còn đặt đúng một lần nữa thôi à. Đi. Ờ đúng rồi, bên em cũng thế. Lấy chữ C. C bên anh nhìn qua bên em. Xanh dương xanh lá. Xanh dương xanh lá. Ý là bên nhìn bên em á. Ờ, xanh dương xanh lá. Ờ thôi, anh đặt chỗ nào? Anh đặt là... Ủa là sao? Ý là anh xanh dương anh xanh lá bên không? Đây xanh dương xanh lá đây. Đặt chỗ này. Để có điểm đặt đây. Chỗ đấy em muốn điểm từ. Ta thử ấy. Đặt đâu ấy? Đùm má đỏ nhiều vậy. Hết rồi. Nè cái này khó mà lồn. Làm lại không? Không hiểu cái lại gì không? Lại không? Không hiểu cái gì cả. Lại không? Sai ghen. Nhìn sao? Ý là ok này chơi lại được không? Anh lại gạt cân đi. Phải gạt cân á. Giời ơi, mệt thế nhỉ. Chơi game bằng thèm. Mẻ đồng luôn mà, 12 điểm. Anh chơi lại không? Chơi lại. Đó. Anh vừa làm cái gì đó. Không biết nữa. Rồi. Rồi, từ, bên anh lấy cái nào, từ để em lấy nhá. Đang cần xanh lá bên... nè. Anh lại chỗ. Xanh lá đi. Anh nhìn bên em coi của bên nào xanh lá. Full xanh lá thì A, còn mà xanh lá xanh dương thì xanh lá đỏ là B. Anh muốn lấy cái nào? Lấy gà. Được. Anh ra chỗ nào? Mình tính tới bước đi lâu dài đi ha. Ừ. Bây giờ em đang cầm là gì? Em cầm đồ. Đỏ là đứa ngồi đây. Ù má, ở kia đéo có chỗ nào luôn. Từ. Chỗ anh đứng thì sao? Chỗ anh đứng là em đéo có điểm. Chỗ này. Có. Đặt đi. Đù.
Ok. Lại cô bé thích màu xanh. Biển em cũng giờ, hay. Giờ mình bắt đầu cần đỏ rồi nè. Ừ. Giờ từ má bên anh toàn xanh lá hết. Phải cần lộn. Game chơi mình. Đó. Chơi mình rồi. Bên 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 mặt em toàn xanh lá cả. Xanh lá hết á. Xanh lá hết á. Xanh lá hơn, mình tự đem coi C của anh là gì. Thế của em là xanh lá không này? Bên em bên em á. Ờ, bên anh A là đỏ xanh dương xanh lá rồi. Chắc lấy A đi ha. A của em là đỏ. Đỏ không á? Ừ. Đỏ không. Đỏ em. Đỏ với đen. Đỏ không. Cứ lấy đi, lấy A đi. Lấy A, A nó có bao nhiêu ăn được. Anh đặt đâu? Em đang cầm gì trên tay? Em cầm đỏ. Cầm đỏ. Vâng. Cầm đỏ. Đỏ đứng đây có được không? Không. Đây thì không có điểm. Đứng đây. Đâu? Có. Ok. Nè 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 nè. Chỗ đứng á. Ok, từ từ đến tí. Là có điểm chưa? Ủa. Đúng mà. Thôi đặt đi, đặt đi, đặt đi. Ok. Ở bên em có đủ, bên anh không biết. Anh cần, yes, sir. Anh cần hai cái nữa. Rồi, má đây đéo có màu đỏ cho anh luôn mà, bất lợi. Vậy lấy xanh lá cũng được. Xanh lá của anh chỗ nào? Xanh lá của anh ở B với C. B của em có xanh dương với xanh lá, C của em là có xanh dương với lại là đỏ. Cái B bên anh nó là màu đỏ, phải không? Ý là cái cục là xanh, cái cục là xanh lá nhưng mà cái hình nó trên là màu đỏ. Ha ha. Nếu biết thì tả sao nữa. Thì để nếu mà thì em mà lắp thì bên anh sẽ lấy được điểm đỏ bên kia nhưng mà anh phải lắp được cái nữa. Lấy cái B đi. Ồ, ý là anh lắp được hay không thôi, đỏ sao anh lắp được xanh? Là anh lắp chỗ khác, ấy là nãy. Ok. Thế nào? Bây giờ em đang cầm gì trong tay? Em cầm xanh với xanh lá. Xanh với xanh lá á? Ở đây được không? Được. Ok. Mình rồi còn... xanh lá đủ rồi, giờ còn đỏ xanh dương nè. Đỏ. Đỏ anh thấy bên anh là B với C nè. B của em có xanh dương với lá. C của em là có đỏ. Đỏ với xanh lá. Xanh dương với lá, đỏ xanh lá. Lấy cái B xài được. Lắp đầu. Em đang cần gì? Em đang cầm gì hôm nay? Xanh lá về xanh dương. Xanh lá, xanh dương á. Đây được không? Bên anh có điểm không? Điểm hết luôn. Không còn có điểm hay không? Bây giờ anh đã có điểm đỏ rồi. Chỗ anh đứng nè. Đâu? Chỗ điểm không có điểm. Xanh lá, xanh dương á. Khó à. Đây hơi gò bó một xíu. Xanh lá xanh dương đây chỗ này coi được không? Không. Đây. Đâu? Không. Khó vậy. Từ đâu? Về đây. Được. Được rồi. Bên anh có... Ủa bên anh thì điểm gì? Đỏ lá. Chỗ này đẹp á. Chỗ này là đẹp á. Giờ mình còn thiếu một xanh lá với rất nhiều xanh dương. Mụn bơi. Anh lấy chữ A nè, chữ A đang có là bên em là full đỏ, bên anh là xanh dương, lấy được nè. Chữ A đi. Chơi này chơi một lần rồi thôi á. quá khó hiểu. Em đang cầm gì trong tay? Xanh lá với đỏ. Xanh lá với đỏ. Đây được không? Được. Ok. Tìm tìm. Wow. Phải lồng xanh lá còn nhiều á. Dạ.
con. Ba cái xanh lá, hai cái đỏ, bốn cái, ba cái xanh dương. What the fuck? Ê sao? Mình cần hai cái kia thôi, vứt xanh lá đi anh. Đi chứ. Vứt xanh lá đi, mình cứ lấy điểm của xanh dương về đâu ra. Ok. Mình còn nắm lượt thôi đấy. Xanh dương với đỏ là xanh C. Xanh dương với đỏ, em là C của em là xanh lá gì? Thôi lên. Chỗ nào? Em đang cầm gì trên tay? Xanh lá với dương. Xanh lá dương á. Ờ, đây được không? Được. Chắc vậy. Vậy á. Ngồi hoang, cái này ngon. Đỏ sắp được rồi. Tôi xanh dương rồi. Xanh dương chữ B nè. Chữ B được nè. Bị mẹ nè. Lấy. Ôi, đông. Em đang cầm gì trên tay? Đỏ với xanh lá. Đỏ lá, đây được không? Đây nha, hồng. Đây được không? Được. Đây. Đợi tí. Em. Cái này cũng đẹp đấy. Rồi đó. Trời đùm ra, còn có 3 lượt nữa anh ơi. Anh biết rồi, phải những game nó khó điên. Nếu mà muốn thỏa mãn đỏ xanh dương thì có chữ A. Mẹ à quên. Có cái này nó full đỏ. Cái đéo gì thầy. Full đỏ cho anh với em luôn mà. Tò heo. Vậy lấy A hoặc B thôi. A B. Để lấy A đi. Ok. Đâu, cho nên anh có điểm. Đặt xanh dương rồi. Đó có điểm xanh dương rồi. Bây giờ em mới cầm giùm tay. Xanh lá dương. Lá dương á. Đây được không? Được. Đây. Cái này cũng hơi xấu mà. Địt mày sao nó không tăng điểm xanh dương, nó chỉ tăng lên thôi vậy? Ai biết. Mẹ quá khó hiểu á. Giờ cần đỏ. Đỏ mà. Đỏ thì bên anh là đéo có đỏ luôn, tuyệt vời. Thế là anh không, anh không có cục cục màu đỏ thôi, nhưng mà màu đỏ thì có C. Má bên anh tặng cục xanh dương à. C của em là màu xanh dương full luôn. Tịt mẹ xong rồi. A B của anh là full xanh dương á. Xong rồi C của anh là màu xanh dương tiếp, nhưng mà ở trên là ba màu. À. Khó chưa. A của em là gì? A của em là lá dương. Lá dương á. B là gì? B là lá. Thì lấy lá dương đi. Chữ A lấy mình ăn điểm. Ôi. Đứng đây được không mẹ? Đây là đéo có điểm luôn. Đi. Đây được không? Đấy, em đã có điểm, nhưng mà anh có điểm không? Anh không biết. Anh cần đặt đây. Chắc chảy. Được. Đấy á. Đấy á. Ừ. Được. Đồ! Đỏ anh ơi! Mình cần đỏ. Nếu có đỏ. Ê, đỏ của anh là chữ B. Được, lại đi. Ok. Rồi, đâu? Anh cần ở đây có điểm. Đâu? Tại chỗ đó chắc chắn có điểm mà. À chắc chắn có đâu? 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 Ờ, anh đang đứng mà. À đây. Đấy đúng không? Ừ. Ok. Mẹ như anh nếu đặt được lên hay sao á? Là không đúng. Không sao, anh được. Anh tính được. Tính được. Bé bạc nha, lấy không lấy thì thôi nha. Lấy, phải lấy. Cho gạt đi. Cho tao gạt đi. Nhanh, tao muốn gạt.
Trời ơi, 18 điểm ha. Yes sir. Rồi đôi giày. Mình là bạc. Ui. Vậy cứ ai kêu vậy? Trong số này. Anh ơi. Parkour. Well done. Let's keep going. Hả? Đi. Ờ. Ủa chết. Mình đi chung à? Ngon. Chạy đây, chạy đây, chạy đây. Ồ má, chạy là không nhảy được à? Wow, game này phế. Vậy là có người phải đi á, có người phải ngó đó. Em muốn ngó hay đi? Ngó hay đi? Em muốn ngó hay đi? Đi. Ok, vậy anh ngó. Đi mẹ lên cao nhờ. Đù má xuống hô cho người ta coi. À xuống hô cho anh. À. Xong rồi này. Bây giờ anh sẽ lên đi lên nghỉ chắc vậy. Từ nhá. Rồi. À ở đó chơi được hả? Ok. Rồi. Em đang ở đâu vậy? Where are you? Amia. Ok 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 ok. Em đi thẳng đi. Đi thẳng đi thẳng đi thẳng đi. À. Cái này sao đây? Cái nút đó là gì vậy? Không biết. Mấy con nó có tác dụng gì vậy? Đi thẳng đi. Không chết, không chết, nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Rồi. Đi trước chút xíu. Nữa. Nữa. Nhích hả? Từ từ, từ từ, từ từ, chậm lại, chậm lại, chậm lại, chậm lại. Nhích xíu nữa. 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 Rồi quẹo phải, quẹo phải. Quẹo phải, quẹo phải. Em này biết quẹo phải không vậy? Ôi ôi ôi, chạy xíu, chạy xíu, chạy xíu, chạy xíu, chạy xíu. Quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải. Đi thẳng. No, quẹo phải ý là nhìn bên phải rồi đi thẳng. Ừ. Đi thẳng sẽ nó sẽ có cái nút á. Ô qua trái, qua trái, dừng trái, dừng té, dừng té. Qua trái xíu. Rồi đi thẳng đi. Ô được rồi, được. Quẹo phải, qua quẹo qua bên phải, đi thẳng. Còn là có cái nút. Đi qua bên phải, quẹo qua không. Ừ, đi thẳng là có cái nút. Rồi, có cái nút trước mặt á, bấm đi. Rồi. Giờ sao ta? Sao ta đang đi mua được? Rồi, em quay lưng, quay lưng đi, quay sau lưng đi.
quay xe lưng đi. Em nói em yếu. Từ từ để em đi. Ok. Giờ phải bấm hết nút. Anh nữa. Đi thẳng. Đi từ từ thôi, đi từ từ thôi. Nhìn nữa. Rồi quay trái, quay trái. Không, cái đó là phải của em, cái đó là phải của em. trái. Rồi đi qua bên phải xíu, qua bên phải xíu, cái chừng té. Không, cái đó là bên trái của em. nhìn xíu nữa. Rồi quay qua bên trái. Đi thẳng. Từ từ. Thẳng xíu nữa. Rồi, nhìn bên trái của em. Đi thẳng luôn, không sao hết. Không chết đâu. Rồi, đi thẳng nữa. Thẳng. Thẳng đi, không sao hết. Thẳng. Rồi, đi thẳng xíu, từ từ, anh bị khuất rồi. Để anh đi kiếm đường, anh coi tiếp. Ôi, từ từ, ghê thế. Em này biết được à. Ôi, từ từ, cái đó chậm lại. Cái anh phải gạt gì cho em á sao á. Tại cái đó đang không có đường đi. Cái này vội. Sao lúc em dậy lên gạt vậy? Anh không có gạt cái gì hết đó. Anh đang không biết, không có cái để gạt. Cái đó là theo lượt á. Xuống hồ nhanh lên. Xuống đây. Xuống đây nhanh. Tự này mình lấy được cái vé vàng luôn á. Anh không có gạt cái gì hết trơn cái đó. Ý là hồ chưa. Ủa sao vậy? Hồ mà có phải ấn đâu. Hồ mà. Ủa anh hồ thấy em đi vô hẳn không rồi mới nhả ra đó. What the fuck. Trời. Rồi anh lên tới rồi. Em đang ở đâu? Ủa, anh đang ở đâu vậy? Em đang ở đâu vậy? Rồi đi thẳng. Thoải mái đi thẳng. Thẳng đây. Rồi nhìn bên phải của em. Không, cái đó bên trái của em rồi. Không, từ từ. Lùi lại xíu, chừng té. Không, lùi. Quay bên phải rồi lùi. Rồi, xong quay bên trái tí chút xíu. Rồi, quay bên phải. Đi hết đường. Rồi, có cái nút á, bên trái. Lùi xuống xíu. Ok, rồi. Quay sau lưng. Rồi, đi thẳng. Rồi, chậm lại, đi thẳng xíu nữa. Xíu nữa. Rồi nhìn bên trái, quay bên trái. Đi thẳng. Thẳng đi. Thẳng. Rồi xong nhìn quay bên trái. Đi thẳng tiếp. Thẳng tiếp. Rồi từ giờ anh phải kiếm đường khác để anh coi nữa. Chờ nha. Khoan nha. Rồi đây. Từ. Cái đó em phải nhảy hay sao? Em vẫn nhảy không được. Ủa không nhảy được á? Làm sao ta? À chắc là lúc đấy em mình nhảy chậm, chắc vậy. Xuống hồ cho người ta coi. Cái đó là sao ta? Không hiểu luôn á. Không hiểu.
phớt đó. cái đoạn đó thấy khó phớt đó, không biết làm sao hết. Đi thẳng xíu, thẳng rồi nhìn bên phải của em, đi thẳng. Ồ, coi chừng lùi xuống xíu. Rồi đi, không thấy. Đúng rồi. Rồi vô sau lưng đi thẳng. Coi chừng té nhá. Rồi, quay bên trái. Đi thẳng. Thẳng xíu nữa. Rồi quay bên trái. Chừng té nhá. Đi hơi nhích bên phải một tí. Nhích bên phải tí nữa. Rồi đi thẳng. Rồi, nhìn bên trái của em. Cái đường đúng không? Rồi, ok. Khoan nha. Khoan nha. Rồi, đây. Từ từ, đừng đi nữa. Điệt. Chưa. Đã lẽ cái này em cắn được rồi, nhưng mà em cắn chậm quá. Trời ơi. Rồi. Không gạt chùm ta nữa. Mẹ còn không được cái thế đâu. Ê, không có gạt được anh ấy, không có gạt mới chờ đó. Hả? Em không có gạt được. Là sao? À. Cái này hiểu. Nãy mình còn được giấy đồng, mình còn lần này không được giấy đồng nữa. Là như chưa đúng, trốn đủ hai nút hay gì vậy ta? Ủa, sao khu này lạ, từ. Em mới. Ô, bỏ anh trái xíu. Nhích xíu. Xíu nữa. Rồi đi thẳng đây, sẽ có nút. Rồi, quay sau lưng. Lên. Nhìn bên trái. Rồi đi thẳng. Cái trường té nhá. Hơi nhích bên phải xíu, đi nhích bên phải xíu. Đi thẳng đi. Rồi, nhìn bên trái của em. Có trường té nhá. Hơi nhích bên phải xíu, nhích bên phải xíu. Phải xíu nữa. Rồi đi thẳng đi. Rồi giờ anh để kiếm góc đứng khác. Góc đứng rồi. Từ nha. Rồi. Khoan nha. Rồi đi. Nhảy. Đi. Hay, từ để anh kiếm góc đứng khác nữa. Ở đây có đâu vậy? Bên phải ai? Từ từ. Xin lỗi. Từ, anh đang kiếm cái góc đứng nữa mà. Xin lỗi. Anh không lấy cái góc đứng. Xin lỗi. Anh không thấy được em nữa là em em té xuống sông rồi. Ôi, cái lúc này tao còn gỗ là gỗ, tao đi được. Em này. Lại nè. Em này biết nhảy được cái đó rồi đó. Mà có cái nãy hơi vội thôi. Từ từ nha, bao là câu chuyện kiếm góc đứng. Rồi, thi thẳng. Rồi nhìn bên phải. Đi thẳng. Nhấn nút. Rồi quay sau lưng. Đi thẳng. Thẳng đi. Nhìn bên trái. Thẳng. Nhìn bên trái. Chừng té nhá, đi hơi bên phải xíu, đi qua hơi bên phải xíu tiếp. Rồi đi thẳng đi. Rồi. Chỗ đó ok, giờ kiếm góc đứng khác.
Rồi khoan. Khoan. Rồi đi. Nhảy nè. Em biết này nó mất liên quan nhưng mà yeah, nó chỉ có 3 giây thôi đó. Nó chỉ có 3 giây thôi. Chờ xíu. Đó là câu chuyện chưa gốc đứng. Rồi. Thẳng đây. Rồi nhìn bên phải của em. Ơ từ. Rồi đi hẳn. Ấn nút. Xoay sau lưng. Đi hẳn đây. Nhìn bên trái. Thôi xéo bên phải xíu đi. Ok. Đi hẳn. Rồi nhìn bên trái. Thôi xéo bên phải xíu nha. Rồi đi hẳn. Xe bên phải xíu. Không có đó bên trái của em. Rồi. Thẳng. Rồi ok. Anh kiên gốc đứng. Khoan nha. Rồi từ từ. Khoan. Từ từ. Bỏ lục đầu. Khoan. Đừng nhảy. Đừng làm gì hết. Rồi đi. Chuẩn bị nhảy nè. 1, 2, 3. Nhảy. Rồi đi luôn. Rồi ok, giờ đến kiếm góc đứng khác. Đi lên cầu thang đi. Lên. Nhìn bên phải của em nha. Bên phải. Cái đó bên trái, bên phải. Bên phải, đó bên trái của em. Ừ, đúng rồi đó. Đi thẳng. Thẳng đi. Em này đủ cầu thang rồi. Em lên, nhích lên xíu. Rồi đi phải được. Đi thẳng, không sao. Ấn nút đi. Rồi quay sau lưng. Đi thẳng xíu. Quay bên trái. Ơi, đừng. Bên trái, đi thẳng. Cái đó bên phải của em. Đừng. Quay sau lưng. Rồi đi hẳn. Thẳng đi. Thẳng. Anh không biết giờ chơi gì nữa. Giờ chơi gì vậy? Ô. Cái này có vẻ khó. Em phải làm gì đây? Ờ em tiến. Em tiến đi. Ủa vậy cái nút chơi là cái nút lừa á? Con mẹ. Cái nút đó là để nút checkpoint á. Checkpoint nó tính điểm lấy vé á. Rồi khoan nha. Rồi. À. Từ đến coi. Rồi, đi lên. Rồi. Anh chưa biết cái này là nó sẽ hoạt động như thế nào. Rồi anh hiểu rồi. Em nhảy cái là anh hiểu rồi. Anh hiểu nó hoạt động sao rồi. Đó, em gạt được mà. Thì anh kẹt cũng than chứ. Em ghét cái đoạn nhảy nó quá. Nhảy hay ô á. Bình tĩnh. Cái đó anh có thời gian mà, anh nhìn được cho em mà. Thẳng. Nhìn bên phải của em. Từ. Đừng đi nữa. Rồi hơi xéo bên phải xíu. Rồi. Đi thẳng. Nút. Rồi quay sau lưng. Đi thẳng.
Giờ bên trái của em. Thẳng, hơi xéo phải xíu đi. Rồi, trái. Hơi xéo phải xíu, hơi xéo phải xíu. Rồi lên. Rồi. Tới cái đoạn này thì anh cần nhìn. Rồi từ từ nha, từ từ nha. Bỏ, ơ từ từ, đừng nhảy, đừng nhảy, đừng nhảy. Rồi đi, 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 đi. 1, 2, 3, nhảy, nhảy, nhảy. Ê, từ từ, sao em nhảy đâu anh châm á. Chậm á. Anh đâu bị lắc đâu. Ừ. Bắt em nhảy, em nhảy 1, 2, 3, nhảy thì lúc đấy bị ga xuống. Kỳ vậy nhờ. Là nút retry luôn chứ. Nghe rõ không? Hay là anh đi đi em chỉ đường cho. Okay. Em chỉ đường cho. Okay. Mà dù em chỉ hơi ngu nhưng mà không sao cả. Em đi đang lên được. Rồi anh đang ở đâu? Từ từ từ. Đi lên hết cầu thang trên cùng á. Anh vẫn chưa làm gì hết trơn á. Không biết anh đang ở đâu. Anh đang làm gì đây? Rồi, rồi, rồi. Rồi, đi xuống bình thường. Rồi, đi xuống bình thường. Thắng. Thắng, 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 trai, 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 thắng, trai, trai. Không, phải, phải, phải. Ừ, đi, 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 đi. Anh có đi phải nhích vào đi, đi. Không, không, anh cứ đi đi. Rồi sao vậy? Đi. Anh đi tới bao giờ vậy? Đi, 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 đi. Nào em kìa. Trái. Đi. Nhích phải đi, nhích phải đi. Rồi đi. Đi, 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 rồi trái. Nhích phải. Nhích phải. Thẳng. Thẳng hết luôn. Ok. Ok, kiếm chỗ. Từ từ lên tí. Đi dưới anh ơi, sau lưng. Là sao, đi cái nào? Ơi. Sau lưng anh. Sau lưng anh là đây hả? Không. Bên trái anh. Bên trái là đây đúng không? Đi đó. Thắng. Rồi. Đấy cái này anh cắt được không? Này thấy được rồi. Không, anh không thấy được. Anh không, em thấy được thời gian của anh thì không thấy. Hả? Có thời gian 3 giây hết trơn á. Nếu mà cái thời điểm vô rơi xuống không là nó sẽ thay đổi một cái. Em nhìn báo cho anh là... Đi đi anh ơi. Đi. Rồi, đi 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 nè. Đi đi, một miếng luôn. Em phải báo là gần không giây hay là sao nó để em biết em chuẩn bị nhảy nữa. Hiểu không? Hả? Hiểu không? Hiểu không? Hả? Hả? Cái đó nó có 3 giây, sau đó nếu mà hết gần tới số 0 nó sẽ bắt đầu chuyển cái. À, rồi rồi, cái này em hiểu nhưng mà gì đó, hả? Hả? Hả cái gì? Em thấy số rồi. Em thấy số rồi nhưng mà thôi em suy nghĩ lại rồi. Anh lên chị đi. Bye bye. Nghĩ nghe mày. Chờ xíu nha, anh chưa lên sân thượng đâu á. Ồ, anh Đức. Ok, từ từ. Rồi đi thẳng. Khoan nha. Rồi đi, đi thẳng, đi thẳng đi. Ồ, chậm lại, chậm lại. Nhìn bên phải của em. Đi thẳng. Rồi nút á, rồi quay sau lưng. Đi thẳng. Thẳng. Ồ, từ từ, qua, qua bên trái, qua bên trái. Nhìn qua bên trái, đi thẳng. Rồi, nhìn ở bên trái. Nhấn phải xíu, rồi đi thẳng.
Nhìn phải xíu, nhìn phải xíu. Ghê thế. Rồi. Khoan nha. Bỏ lượt đầu, khoan, đừng làm gì cả. Đừng làm gì luôn. Rồi chuẩn bị đi nè. 1 2 3 đi. 1 2 3 nhảy. Đi luôn. Khoan, đến kiếm góc đứng khác, từ chờ xíu. Rồi đi lên. Nhìn bên phải. Rồi đi thẳng. Bấm nút. Rồi quay sau lưng. Ôi từ rồi ok. Ghê thế. Rồi. Từ. Nhảy cái nữa. Rồi, đi lên. Nhảy sang trái. Ừ đúng rồi, cái hướng đó. 1 2 3 nhảy. Không được. Nhảy sang phải. 1 2 3 nhảy. Đi. Ủa thì em vẫn dây đi là mà không được. Tại vì không đi được em phải nhảy. Em nhảy rồi, em không nhảy. Em nhảy bị đụng gì á, không nhảy được. Vai. Vai đã mới vào đi. Alo. Tự anh kiếm cái đường từ sân thượng rơi xuống mà. Tù. Ua, anh bị kẹt rồi. Ua. Giờ thằng 4 điểm nha. Anh không thấy, không thấy con số 4 rồi đó. Số 4 nhiều quá thành số 4. Chờ xíu nha. Từ chờ anh kiếm đứng cái. Rồi, nhìn bên phải đi thẳng. Thẳng đây, không sao hết. Bấm nút, rồi quay sau lưng. Bẹo trái, bẹo phải. Rồi đi thẳng. Thẳng xíu nữa, chưa. Rồi bẹo trái, nhích phải xíu. Đi thẳng đi. Rồi. Chờ anh kiếm góc đứng khối. Rồi, từ nha. Khoan, đừng làm gì cả. Rồi đi. Chuẩn bị nhảy, 1 2 3 nhảy. Đi luôn. Coi, từ chờ anh có kiếm góc đứng mới. Rồi ok, quay sau lưng. Tí xíu quẹo trái, hay, ok. Bị đâu ấy? Ồ, ra bấm nút à, checkpoint. Rồi nha, từ đừng nhảy. Nhảy cái nữa. Rồi đi thẳng. Đừng. Hay, đi thẳng. Đi thôi, đừng có nhảy. Nhảy theo em á. Quen tay. Mày như mày. Nhảy theo em á. Trời ơi. Chơi vậy xong bao giờ tôi mới được ăn cơm. Đáng bán này đáng ra rất là dễ. em này vội mấy pha luôn. Sao nhảy cái này không được. Mình phải thử cái này lần này là bao nhiêu rồi. Bao giờ mới xong vậy. Em không biết. Đừng có kêu em ra. Thôi. Cái chỗ này nãy giờ mình đi hơi nhiều rồi đó. Ôi từ chậm lại. Nhìn phải. Bên phải. Thì thẳng. Sau lưng. Đi. Hơi trái xíu. Đi thẳng. Rồi bên trái. Nhích phải xíu nha. Chừng té thôi. Thẳng đi. Rồi. Kiếm góc đứng mới. Rồi. Khoan nha. Chưa. Đi. Nhảy. Đi luôn. Khoan nha. Bên phải. Bấm. Rồi. Sau lưng. Xuống bậc thang. Xong rồi đi thẳng. Bấm tiếp. Rồi. Bên trái.
Khoan nha, nhảy đi, nhảy đi. Nhảy. Nhảy tiếp. Nhảy. Đi thẳng, đi thẳng. Nhảy bên phải nha, nhảy bên phải. 1 2 3 nhảy bên phải. Rồi, nhảy trước, nhảy nhảy đằng trước nha, nhảy đằng trước nha. 1 2 3 nhảy đằng trước. Hù má ghê thế. Rồi. Rồi nhảy bên trái nha, bên trái nha. 1 2 3 nhảy bên trái nè. 1 2 3. Rồi. Nhảy về đằng sau nha, nhảy về đằng sau nha. 1 2 3 nhảy về đằng sau nè. 1 2 3. Bên trái, bên trái. Bên trái nha. 1 2 3. Bên phải, bên phải. 1 2 bên phải, bên phải, bên phải. Ừ. 1 2 3. Bên phải tiếp, bên phải tiếp. 1 2 3. Bên trái. Bên trái của em á. Ừ. Rồi. 1 2 3. Dê. Ồ má, cái này khó à. Cái này không nhảy xéo được. Sao ta? Nhảy bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Nhảy đi. 1 2 3 nhảy bên trái. 1 2 3. Cái này khó quá ta. Mình nhảy xéo đâu được đâu đúng không? Má nhảy xéo không. Không, anh thấy cực kéo, không biết nữa. Không được rồi. Cái này bị khó chỗ là không nhảy được. Em nhảy nhảy về đằng sau á, nhảy về đằng sau. Nhảy về đằng sau của em á. Phải có đường gác chứ ta. Nhảy đằng sau á. 1 2 3 nhảy đằng sau nha. Nhảy bên trái. Nhảy 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 khó vậy ta. Em thử nhảy mấy cái cho anh ở ngoài. Nhảy nơi. Nhảy nữa, nhảy nữa. Má không có nào nó ăn nhập với nhau luôn á. Là em buộc phải nhảy chéo hay sao á. Cái này chèo á. Để thử nha, thử nha. Ok. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Em buộc phải nhảy chéo hay sao á. Chứ này nó không có cái chỗ để mà em nhảy. Còn nhảy bên phải, nhảy bên phải. Bên phải có vẻ như đi được à. Phải, nhảy, 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 nhảy. Thủ nhảy chéo thôi, nhảy chéo cái bên phải á. Ồ. Anh không hiểu cái trò này. Làm sao ta? Nhảy chéo được. Nhảy chéo được á. À, nhảy chéo là phải phải xem cái đường kia cái nhảy chéo như nào nữa. Chờ tới tầm 8 giờ tôi nghỉ nha bà. Sức người có hạn đó. Sao chơi tiếp? Hả? Để đi, sao chơi tiếp? Bên có chơi được anh không? Bây giờ nghỉ á? Ừ. Ok. Em biết là sau chơi lại là gì ta. Mà chơi là sao chơi lại, chơi lại đầu nha. Đi. Sao? Chơi tiếp đi. Yes sir. À. Bom hơi. Cái đoạn đầu em này đi quá nhiều, giờ em phải thuộc đường rồi. Bên phải xíu, đi thẳng. Nút, sau lưng. Đi thẳng, vèo trái. Vèo trái. Nhấp phải. Nhấp phải, đi thẳng. Nhấp phải xíu, ghê thế. Rồi, ok. Kiếm góc mới. Khoan nha, khoan. Khoan. Đây, 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 đây. Chuẩn bị nhảy nè, chuẩn bị nhảy nè. 1, 2, 3, nhảy, nhảy. Anh bấm đếm hơi sớm. Yes sir. Anh đếm hơi sớm, anh đếm hơi sớm. Thôi, nhảy, không phải chơi. Thank you.
Chiều mai chơi nếu mà rảnh. Ok.